Thưa quý vị, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã thông xe được gần 3 tháng. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông đối với các phương tiện ô tô hướng từ Lào Cai, Yên Bái về Hà Nội và ngược lại. Tuy nhiên, trên tuyến đường hiện xuất hiện tình trạng là nhiều hộ dân kinh doanh tạo thành điểm dừng đỗ trái phép cho các phương tiện, gây mất mỹ quan ở hai bên đường và đặc biệt là gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi đang lưu thông. Cụ thể, trên tuyến hiện đã xuất hiện 18 điểm người dân tự ý cắt hàng rào dây thép gai hoặc tháo dỡ lưới rào B40 và tôn hộ lan để mở hàng quán bán nước cho các xe tải. Nhận được phản ánh từ phía đơn vị thi công và chủ đầu tư, chính quyền địa phương đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm thuộc gói thầu A6. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương và phía nhà thầu đến vận động, người dân chỉ tháo dỡ tạm thời hệ thống cấp nước. Khi đoàn kiểm tra đi qua, họ lắp đặt trở lại và tiếp tục kinh doanh. Đến nay, không những sự việc trên giảm đi mà lại có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp người dân còn tự ý tháo dỡ hàng rào dây thép gai, đi xe máy trên đường cao tốc hoặc thả rông vật nuôi trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nếu các cơ quan chức năng không sớm vào cuộc, giải quyết tận gốc những vi phạm hành lang an toàn, thì đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng tai nạn trên tuyến.